Nếu bạn quyết tâm, chắc chắn bạn sẽ thành công. Người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công, còn người thành công thì họ không bao giờ họ bỏ cuộc. Cuộc sống này đơn giản là phản hồi và không có thất bại. Thì bản chất á, My cũng đã chia sẻ với anh chị em chúng ta rất là nhiều lần rồi. Thất bại là gì? Thất bại có nghĩa là khi mà anh chị gặp một cái thử thách nào đó, một cái trở ngại nào đó, bạn bị vấp ngã. Bạn vấp ngã ở đâu? Bạn nằm luôn ở đó, bạn bỏ cuộc ở đó, bạn không nhúc nhích nữa, bạn không tiến lên nữa, thì đó mới là thất bại. Còn một người họ chỉ thật sự thất bại khi mà họ gặp một cái trở ngại nào đó trong cuộc sống của họ, họ không có tiến lên nữa thì mới thất bại. Mình ví dụ bây giờ anh chị em chúng ta đi kinh doanh, chúng ta đi bán hàng, chúng ta đi làm việc, chúng ta đi phát triển. Có một người khách hàng họ từ chối chúng ta, họ không sử dụng dịch vụ của chúng ta, họ không sử dụng cái sản phẩm của chúng ta, và anh chị nói rằng là gì? Ồ, chắc là bản thân của mình không đủ giỏi. Ồ, có lẽ chắc là tôi không có duyên với cái nghề bán hàng, tôi không có hợp với cái nghề bán hàng. Và sau đó anh chị nghĩ luôn, thì đó chính là thất bại. Hoặc là khi mà anh chị đi làm công đi, anh chị đi làm công nhân đi, anh chị vào một cái công ty nào đó, cái là bắt đầu người ta chửi anh chị, người ta nói nặng anh chị một câu, cái người ta nói rằng là thế này thế kia thế nọ, xong các anh chị nói bản thân mình chắc là cái chỗ này nó không phù hợp với tôi, và sau đó anh chị bỏ, anh chị đi qua chỗ khác, anh chị làm. Thì đó cũng là một cái trạng thái thất bại. Bởi vì một người mà họ có cái đức tính như vậy á, thì cho dù nha, đi đến bao nhiêu doanh nghiệp, đi đến bao nhiêu công ty cũng vậy thôi à. Chỉ khi nào người ta tự giác ngộ ra rằng là mình đi làm việc, mình đi làm thuê cho người ta thì mình phải làm đúng và mình phải làm tốt, thì họ sẽ vượt qua được cái sự thất bại đó ha. Hoặc là bây giờ một người nha, mình đi làm xong cái người ta chửi mình, xong cái là mình đi về mình nghỉ luôn, mình không làm nữa. Cái mình nói rằng là thôi mình về nhà mình ở với ba mẹ mình sướng hơn, về nhà mình ăn cơm của ba mẹ mình cũng không có chửi. Mà cho dù chửi đi chăng nữa thì mình cũng không bị quê các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì ba mẹ mà nói sao nói, miễn mình có cơm ăn mình được rồi. Thì đó cũng là một cái trạng thái thất bại nha. Hoặc là bây giờ ví dụ như anh chị đi đầu tư, anh chị đi kinh doanh, anh chị chưa có kiến thức, anh chị chưa có tư duy, và anh chị cũng không có hiểu về kinh doanh, anh chị cũng không hiểu về đầu tư. Rồi anh chị tham gia một thị trường nào đó, cái xong anh chị mất tiền, cái sau đó anh chị sợ luôn, cái anh chị cũng không dám đi nữa, anh chị cũng không dám hành động nữa, anh chị cũng không dám phát triển nữa. Thì đó chính là sự thất bại ha. Thất bại là khi anh chị gặp một cái thử thách, một cái vấn đề, anh chị nằm luôn, anh chị không phát triển nữa, thì đó là thất bại. Còn đối với một người á, khi mà người ta rèn luyện, người ta học tập, người ta phát triển, người ta tiến lên, thì đó là chỉ là cái thử thách thôi, họ không xem đó là thất bại. Bởi vì đó là một cái bài học để giúp cho họ tốt hơn, một cái bài học để giúp cho họ phát triển tốt hơn, chứ không phải là thất bại. Giống như là bản thân của My đi, trong cái quá trình mà trước khi My biết đến môi trường doanh nhân Kiên Quốc Group á, thì từ cái năm 6 tuổi trở đi nha, My đã trải qua không biết bao nhiêu là cái thử thách rồi. Thử thách trong công việc, thử thách trong việc làm thuê, thử thách trong công việc kinh doanh, thử thách trong cái việc bán hàng, thử thách khi bán hàng bị khách hàng từ chối, đi bán hàng bị người ta chửi, bán hàng rồi bị người ta lấy đồ của mình. Đó, rất là nhiều thứ các anh chị. Ngày xưa My cũng đi bán ở ngoài đường, My cũng đi bán kinh doanh ngoài đường, đi bán vỉa hè, rồi là mình cũng bị thu hàng này kia kia nọ, công an nó thu hàng nó dẹp mình chạy không kịp, mình mất hàng đó. Thì My cũng đã từng có những cái thời điểm như vậy rồi, nhưng mà đâu phải mình bị một lần đâu, mình bị rất là nhiều lần các anh chị. Mình trải qua biết bao nhiêu là những cái thử thách như vậy. Nhưng mà nếu như nha, trước đây My nói rằng là gì, cái này khó quá, chắc là My không có làm được, My nghĩ luôn, thì hiện tại My sẽ không có được những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm cho bản thân của mình. Cho nên My xem cái đó là những cái thử thách để giúp cho My vượt qua, để giúp cho My có cái kết quả tốt hơn. Cái kết quả đó là mình có hàng tá những cái trải nghiệm, những cái bài học để giúp cho mình có những cái bài học tốt hơn. Thì mình xem đó là những cái bài học thành công nha các anh chị. Đối với bản thân của My á, My xem đó là một cái bài học thành công, đó là một cái nền tảng, một cái tiền đề cho cái sự phát triển của My bây giờ. Bởi vì là nếu như mình không có những cái trải nghiệm đó thì không thể nào mà mình chia sẻ cho những anh chị em khác trong quá trình mà mình hỗ trợ cho những anh chị em trong nhóm học tập của mình á, một cách chi ly, một cách chi tiết và một cách cẩn thận được, kỹ như vậy được. Bởi vì là nếu như mà không có cái trải nghiệm đó thì My cũng không thể nào mà có cho mình nhiều cái góc nhìn được, có cho mình nhiều cái quan điểm được để mà mình hỗ trợ cho những anh chị em khác. Thì đó là cái nền tảng nó quan trọng nhất các anh chị. Còn nếu như mà anh chị em nào chúng ta đã kiếm được cái số tài sản mình mong muốn rồi thì chúng ta có thể là hướng đến cái sự thành công của mình, chúng ta có thể là chuyển giao, chúng ta xây dựng, chúng ta có thể là tổ chức, cơ cấu lại tổ chức để làm cho cái công việc của mình nó tốt hơn. Để làm gì? Để chúng ta có thể là có được cái sự tự do, chúng ta kiếm tiền một một cách nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như mà anh chị muốn là có 1 triệu đô rồi, anh chị muốn hướng đến là 10 triệu đô hay là 20 triệu đô thì bằng cái con đường tốt nhất là gì? Nếu như nền tảng của bạn đã tốt rồi, bạn đã phát triển tốt rồi, còn những anh chị em nào mà chúng ta chưa tốt, chúng ta chưa có thì chúng ta phải kiếm cho mình 1 triệu đô trước đã các anh chị nha. Thật sự ra thì cái thời gian đầu tiên á, thì nó không có dễ dàng. Anh chị có thể là bỏ công sức, anh chị có thể bỏ tiền bạc và thậm chí đôi khi là anh chị phải vượt qua những cái thử thách của bản thân của mình nữa. My không muốn nói đến cái việc là này kia nọ thì nó không ok, nhưng mà thời đại bây giờ anh chị biết rồi, chúng ta đâu cần phải làm mà cày thê cuốc mướn gì nữa đâu, đúng không ạ? Chúng ta có thể ngồi ở nhà, chúng ta có thể kinh doanh online, đúng không ạ? Chúng ta cần phải hiểu một điều rằng á, dù bây giờ là anh chị làm việc bằng trí óc hay là online hay là tay chân, vậy thì cái mục tiêu của anh chị là gì? Chúng ta cần phải, ví dụ như là chúng ta muốn kiếm 1 triệu đô đi, thì cho dù là anh chị làm việc bằng truyền thống hay là kinh doanh truyền thống hay là kinh doanh nền tảng online hay là mạng xã hội hay truyền thống, bây giờ anh chị chúng ta cũng phải bắt đầu biết về mạng xã hội các anh chị, kinh doanh về mạng xã hội các anh chị, không có chạy đâu được hết. Nếu như anh chị muốn thành công, buộc anh chị phải làm những cái điều đó. Anh chị phải biết về marketing, anh chị phải biết về bán hàng, anh chị phải biết chăm sóc khách hàng. Thì những cái điều này á, nó cần có thời gian các anh chị, và nó đến từ đâu? Đến từ cái công sức của chúng ta cộng với lại trí tuệ của anh chị. Cái nào cũng vậy thôi, thời gian cộng với công sức cộng với trí tuệ thì nó giúp cho anh chị thành công. Và nếu như mà anh chị muốn giúp được nhiều người hơn nữa thành công hơn, hoặc là anh chị muốn xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh, hoặc là giúp cho mình xây dựng một cái doanh nghiệp, hoặc là giúp cho mình có những cái đại lý, những cái đối tác, thì có phải là khi mà anh chị có nhiều người cùng kinh doanh với mình, anh chị sẽ thành công hơn, dễ hơn cái việc là anh chị làm một mình, đúng không? Mình đi kinh doanh thì mình đi một mình thì nó chưa dễ. Và cho My hỏi nè, bao nhiêu anh chị em chúng ta ở đây chúng ta có thể là đồng ý với quan điểm của My? Anh chị có thể là comment xuống cái phần bên dưới ha. Và bây giờ nè, việc giữa bạn đi kinh doanh một mình với là anh chị có 100 người đi kinh doanh cùng các anh chị, thì cái nào theo các anh chị kiếm được tiền dễ hơn? Cái nào nó giúp cho các anh chị tự do hơn? Cái nào nó giúp cho anh chị nhàn nhã hơn? Cái nào nó giúp cho anh chị thảnh thơi hơn? Giữa cái việc là anh chị đi làm thuê với anh chị xây dựng một hệ thống kinh doanh, một hệ thống kinh doanh nha các anh chị, thì anh chị ưu tiên cái nào cho cuộc đời của mình hơn? Vì mục tiêu của anh chị là gì? 1 triệu đô thì anh chị phải bước ra anh chị đi kinh doanh, đúng không ạ? Ví dụ như là My đi, bây giờ My bước ra My đi kinh doanh, My đi xây dựng một cái doanh nghiệp, hệ thống kinh doanh, thì My gặp những cái thử thách, My bỏ cuộc thì sao? Thì đó là thất bại. Nhưng mà khi bây giờ chúng ta bước ra chúng ta kinh doanh, chúng ta cần phải hiểu được rằng là chúng ta dùng thời gian nè, chúng ta dùng công sức nè, chúng ta dùng trí tuệ của mình nè, và có nhiều người cùng làm với mình nữa để mà tạo ra cho mình cái thu nhập. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng đôi khi trong lúc chúng ta đi bán hàng, chúng ta gặp khách hàng khó tính, chúng ta quản lý thời gian không tốt, đôi lúc chúng ta chưa khỏe, đôi lúc chúng ta không có trí tuệ thì mình làm ăn không thành công. Hoặc là mình gặp những cái đối tác của mình á, mình chia sẻ họ không tốt, mình gặp những đối tác từ chối mình gặp gỡ những cái đối tác là mình chia sẻ về cơ hội kinh doanh, người ta không đồng hành kinh doanh với mình, người ta từ chối với mình, thậm chí là người ta còn chửi mình nữa các anh chị, thậm chí là ba mẹ mình ngăn cản mình nữa. Nếu như mà anh chị bỏ thì có phải rằng là anh chị thất bại không? Thất bại chỉ xảy ra khi mà anh chị nghe vào những cái lời nói của người khác và anh chị dừng phát triển lại, thì đó là thất bại, nó xảy ra nha các anh chị. Nhưng mà thất bại sẽ không bao giờ xảy ra nếu như anh chị tiếp tục tiến lên, nếu như anh chị tiếp tục rèn luyện, nếu như anh chị tiếp tục học tập và phát triển. Ngày anh chị giỏi hơn, ngày anh chị tuyệt vời hơn, ngày anh chị thành công hơn, thì đó là thành công nha các anh chị. Thành công thì sẽ nối tiếp thành công khi mà anh chị có được điều đó. Và cho mới hỏi bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta mong muốn rằng chúng ta có một cuộc sống thành công, chúng ta có một cuộc sống giàu có, chúng ta mong muốn là có một môi trường đi, hoặc là anh chị muốn, thật sự muốn nha, có một người thầy để giúp cho anh chị có thể là thay đổi cuộc sống của mình. Anh chị có thể học về kinh doanh, anh chị có thể học về bán hàng, anh chị có thể học về marketing, anh chị có thể học về xây dựng đội nhóm, thì anh chị hãy liên hệ với My. My sẽ gửi tặng cho anh chị một tấm vé tham dự chương trình và hoàn toàn không mất phí nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình.